Rồi, xin chào Quốc ha, chào anh em ha. Hôm nay mình có về là cũng như bán thành phẩm có rồi, cây phôi có ha, tứ quý, khế, bông trang, vú sữa tím nha anh em. Giao lưu với anh em ha. Rồi vô cây số 1 ha, là cây này là cây tứ quý ha anh em. Tứ quý này trên chậu lấy ra không ha, dạ hết trơn à. Rồi, số điện thoại giao lưu của em là 0981117055 nha anh em. Giao lưu luôn ha. Dạ đó chiều cao ha. Chiều cao nó là 1m34. Tứ quý chia cành có ha anh em, sống khỏe luôn ha. Ông gài bứng cũng cỡ cả tầng à. Mà ở trên chậu lấy ra mà. Cây đế cũ không nha anh em. Nôm rất đẹp. Trong củ đặc nha, có cái thẹo dân này nè, tại ta nuôi trên chậu lâu quá rồi nó lỡ thẹo rễ mà, rồi nó hoành luôn ha. Rồi hoành chân vị trí này là 28 và 27 đi anh em ơi. Rồi cây hậu cái dòng cũ nữa cái ha. Cái cũ nó là 84. Nó nôm lên là 18 anh em ơi. Rồi chi cành có ha, tại này tàn mình cắt lại cho anh em chơi chi cành ghép thôi. Rồi cây số 1 này giao lưu với anh em là 3,2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn ha, bao sống luôn ha. Rồi xuống cho ta. Rồi tiếp tục là cây số 2, nó cũng ăn cặp đó nha anh em. Cây sống khỏe chưa ha, chi cành có ha. Cây này cũ này nó nôm hơn cũ kia. Rồi chiều cao nó 1m30. Chi cành có luôn ha. Cũ này cũ đặc hơn kia, tròn hơn. Rồi em đo hoành ha. Hoành này đúng 27. Chân vị trí này anh em. Cái ghế này nó cũng hơi cái lỡ, nó lỡ có chút vậy nè, ngón tay nè. Cái hoành cũ nó là 93 anh em ơi, 94 93 đây. Cái này cũ đặc nha anh em. Nó nôm lên coi. Nôm lên 21. Cũ này quá đẹp. Rồi giao lưu với anh em cây tứ quý số 2 này là 3,5 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn ha. Quá trời cũ này đẹp à. Chi cạnh đều quá đều. Rồi xuống dưới ta. Rồi tiếp tục là cây tứ quý số 3 ha. Cây nào cũng già chát hết trơn à. Quá trời cái đấy. Chiều cao nó là 86, ủa 68. Hoành thân nó là 20. Cái củ đặc nó là 92 anh em ơi. Nó nôm lên đây. Nôm 16. Này cũng trong chậu lấy ra không ha, cây sống khỏe kéo da me hết trơn ha. Rồi cây số 3 giao lưu anh em là 2,2 triệu em bao ship toàn quốc ha. Này về ghép chơi đã lắm anh em ơi. Quá trời bộ đế. Xuống. Thảy xuống đó đi. Lên. Rồi tiếp tục là cây khế ngọt nha anh em. Quá già. Sống khỏe hết trơn ha. Bắn quá trời bắn luôn. Đế 24 giờ luôn. U nặng đồ dữ. Rồi chiều cao nó là 78. Năm trời hết. Này nó bông mà không biết có con gì nó cắn à. Muốn cái bông.
Rồi hoành dưới này là 61 nha anh em. Để đo trên cho anh em biết. Trên này là 41. Hoành đế nó là 106. Rồi cây số 4 này cây khế ngọt ha anh em. Không có thẹo dít chân ha. Chỉ có thẹo mình cắt ở đây thôi mới nè. Không có bị bọng ha. Rồi cây này giao lưu với anh em là 2 triệu ha. Em bao ship toàn quốc luôn. Ơi 1 triệu 9 nè, 1 triệu 9 nè. 1 triệu 9. Rồi em bao ship toàn quốc. Xuống. Ôm xuống đài này. Rồi tiếp tục là cây trang đỏ ha anh em, lá nhỏ ha. Là cây số 5. Có cái dáng siêu ha. Nằm ha. Cây này cũng già dữ lắm, già rồi. Để chiều cao nó tới đây thôi nha. Em bán cây này cây phôi nha anh em, 39. Nó dài ra là 54. Lỡ mà có ấy mấy cái này thì anh em thông cảm ha. Mình ship mình cũng làm kỹ lắm. Hoành chân vị trí này là 19 mấy mà 19 thôi nha anh em. Rồi. Rồi tiếp tục là cây số 5 này giao lưu với anh em là 1 triệu 7 ha, em bao ship toàn quốc luôn ha. Số điện thoại của em là 0981117055 nha anh em. Zalo luôn ha. Rồi tiếp tục là cây số 6. Cũng là bông trang đỏ lá nhỏ luôn nha anh em, trong chậu lấy ra không ha. Cây sống khỏe hết. Chiều cao nó là 115. Có bông luôn ha, bông rất tốt. Tán nhang nó 80 anh em ơi. Thoát thân nó ơi. Thoát thân nó 47. Cũ đẹp ha. Chân vị trí này là 19 luôn anh em ơi. Cái cũ nó cũng rất lớn ha. Cũ nó tới 24 nè. Đế cũng đẹp nè. Rồi cây này giao lưu với anh em là 1 triệu 6 ha. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi xuống cho ta. Rồi tiếp tục là cây số 7 là cây sọp ha anh em. Sọp này chỉ cần có ra khỏe ha. Cây già quá già, da đồng hết rồi. Chiều cao nó là 77. Chân vị trí này là 54 mà tính 52 thôi nha anh em. Tại nó cắn cái rễ nè. 50 thôi cũng được, không có gì hết. Cái chi số 1 nó cũng rất lớn ha. Chi số 1 nó 19 anh em ơi. Đế ngang rồi, đế ngang là 41. Rồi trong chậu lấy ra không ha. Rồi cái sọp này em giao lưu với anh em là 2 triệu, em bao ship toàn quốc ha. Sọp này về là ra là đánh chi là được rồi. Quá đẹp. Rồi tiếp tục là cây lâm dồ nha anh em. Cũng chi cành có ha. Lâm dồ đó cái lá nó cũng giống bồ đề vậy đó. Nhưng mà nó không có cái chóp nhọn dài ha. Cây này cũng trong chậu lấy ra không à. Quá nuôi thời gian rồi. Rồi chiều cao của nó là 89. Rồi hoành chân vị trí này là 49. Chi cành có ha anh em. Cây này nó muốn dán làng. Rồi cây sập. Cây lâm dầu là. Cây số 8 rồi. Cây số 8. Cây lâm dầu số 8. Này là. Em giao lưu với anh em là 1 triệu 9 em bao ship toàn quốc ha. Có ghi đây cũng quên.
quá đẹp. Rồi tiếp tục ra cây vú sữa đỏ nha anh em. Cây này cây đỏ, trái đỏ. Nó nặng quá, không ai cái này cây cũ ha. Đi vòng vòng giùm anh đi quá. Rồi chiều cao cây này là 68 ha anh em. Cái đầu nó là 49. Rồi đi vòng giùm anh đi, anh đo cái cũ. Cây này nó có cái cũ quá đẹp. Vú sữa đỏ kìa anh em, là cây số 9. Đế 48 giờ luôn ha anh em ơi. Cây này mình đánh chi đây là đây rồi, chơi trực lắc rồi. Đủ hết rồi. Cây sống khỏe rồi nghe anh em, bắn tường luôn nè. Bắn không gài cũng cả tầng rồi. Nè. Chỗ này nó non đó, chỗ nó non cái nó bắn nè. Cây sống khỏe à. Dạ dạ mình bao sống luôn, bao sống mấy vũ sữa là bao sống ra một luôn nha anh em. Rồi cái hoành trang vị trí này là 119. Rồi đo xuống cái cũ. Cái cũ nó một thước dây đi anh em ơi, còn hở nhưng bằng thước dây đi. Là 150. Cái ngang nó là 71. Đường kính 71. Cây này giao lưu với anh em là 8 triệu ha, em bao ship toàn quốc luôn ha. Vú sữa đỏ. Lôi vô đó. Rồi tiếp tục là cây số 10. Này cũng vú sữa đỏ nha anh em. Chiều cao nó là 130. Cái đầu rất vót. Cái đầu nó có 21 anh em ơi. Đầu nhỏ à. Cái này là cây trực lắc ha anh em, quá đẹp. Mày chờ ra chi đánh thôi. Đế này cũng 48 giờ. Mà nó cũng có lũa chân này nè anh em. Nè. Lũa đây nè. Ừ chạy. Dưới bên đây. Dưới chỗ này là người ta để ba cái dầu á, dầu chảy máy á. Rồi cái nó bị lỡ cái này chứ mà cái lường dưới nó sống nha anh em. Mấy cái rễ trên ấy vậy thôi nhưng cái lường dưới này nó sống. Rồi vú sữa cây lớn cũng phải bị lỡ anh em ơi. Dạ dạ nó cũng lỡ một tí đó. Nhưng mà dễ gì nó bọng, vú sữa này không có bọng. Rồi. Hoành. Rồi cái hoành chân này là 160 nha anh em, 1m6. Đường kính bầu ngang cầm ở chú Tám. Đặt đặt cái đầu ghế đó. Rồi nó 130 anh em ơi. Quay mấy cái này cái kỹ bữa hổm mới quay mấy cái bự. Mày không coi, mày không nói, không rõ. Cây này trực lắc quá đẹp mấy anh em ơi. Rễ nó muốn búng cái trên luôn. Cái vú sữa này mùa này mạnh thiệt chứ. Quá đẹp, cây trực lắc quá đẹp. Rồi cây vú sữa, cây số 10 này là em bao ship toàn quốc ha, bao sống tới ra đọt ha. Là em giao lưu với anh em là 25 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. À.
Rồi cây vú sữa là cây này vú sữa tím nha anh em, màu tím, chín nó màu tím. Là cây vú sữa cuối cùng này có bồ đế nó rất khủng. Chiều cao nó là từ cái đọt xuống tới đây là 3 mét, 3 mét đúng luôn đó. Đo rồi. Chỉ cần có cái cây, cây này là nó lượng cái giọng rất đẹp nha anh em. Lượng hình chữ S rất đẹp mà trực lắc luôn. Vàng đế này quá khủng, đông đặc hết. Chi cành có luôn nha anh em. Quá, đem cái cây vú sữa này đem về quá khủng, vàng đế cứng ngắc hết. Cái nôm từ cái rễ này lên nó từ tới chỗ này là nó có khoảng chừng là 48 nôm đều hết. À, báo với anh em là cây vú sữa này sữa là trái chín màu tím nha anh em, vú sữa xưa đó. Đo hoành ra chú Tám. Vòng quá. Cây này là nếu anh chăn chỗ này là có khoảng chừng 1m7 nha anh em, hơn 1m7 luôn đó. Đo lên chăn chút coi chú Tám. Chăn này nữa đây. Ừ. Ngay chăn này là còn là hai tấc, hai phân nữa là nó 1m5 nha anh em. Dạ, cây này là bao luôn là không có bọng bẹo gì trơn anh em. Chỉ có mấy cái thẹo là mình chặt nấy ra thôi. Nè, em sức nha. Ừ, nó tự nhiên không mà, nó không có nó không có thẹo thiết gì chứ. Rễ nó ra nó bự quá đó. Này đất. Cây này là bao bọng. Không có tì vết gì trơn, chỉ có mấy cái vết là mình làm mấy cái rễ này mình nó cắt cho nó hợp lý thôi. Cho nó đẹp cây thôi. Nhưng là 170 hoành 170. Cây giót quá đẹp. Ở trên cái đầu, cái đỉnh đầu nó là 60 64. À, cái này nếu mà anh em thích thì liên hệ với mình là số điện thoại là 0981117055. Tại vì cây lớn quá, nhiều khi báo giá công khai thì nó kỳ. Còn cái gì đó anh em liên hệ với mình ha, là cây cuối clip ha, là cây vú sữa cuối clip. Rồi mình thỏa thuận với nhau là mình bán cẩu đi cho nó lẹ. Rồi cuối clip và chúc anh em mạnh khỏe vui vẻ ha. Xin chào anh em ha.